Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Cao Sơn muốn giới thiệu với các bạn chơi audio trên toàn quốc cái thiết bị âm thanh chơi băng đát, tiếng Anh nó gọi là Digital Audio Tape, để tìm hiểu về cái thiết bị chơi băng đát này. Thì mọi người lên trên mạng search với từ khóa Digital Audio Tape hay là tìm hiểu công nghệ âm thanh đầu đát, để chúng ta sẽ thấy có những bài viết của Cao Sơn đề cập về cái thiết bị chơi âm thanh băng đát này. Ai đã từng chơi cái âm thanh đát này đều có một cái nhận xét là cái nhạc tính của nó rất là quyến rũ, rất là hay. Đấy, mình chơi qua những cái đầu đát của Tascam, của Sony hay của Pioneer, đặc biệt là cái con Pioneer D07A, rất là tuyệt vời, mạch lạc rất kỹ và âm thanh rất hay. Thì tìm hiểu thông tin thì mọi người sẽ tra trên mạng. Hôm nay xin mời mọi người thưởng thức một cái nhạc phẩm do ca sĩ Tuấn Vũ trình bày qua cái thiết bị đầu đát chơi băng đát. Ta sẽ thấy rằng âm thanh rất là ngọt ngào, ấm áp và quyến rũ. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Giờ mình nhìn thấy nhau
trong lành.